nay hướng dẫn các bạn cánh giật lưới cu nhé. Cánh tiếp theo. Mùa đầu mùa chim ngói các bạn. Bạn nào có muốn nhu cầu nuôi cu gáy thì cứ để lại lời bình luận nhé. Cái này anh gối lên nhau nhiều nhỉ? Gần như là một lượt hải luôn. Giật cu gáy là phải gối lên nhau nhiều thế này các bạn. Đây là cái dây ấy của nó đây các bạn này. Đó, cọc ghim đây thế này. Đây là dây giật các bạn nhé, cách buộc dây giật. Đây là lưới úp hai cánh.
con cho hoàn hoàn thiện nhé, còn đặt chim mồi nữa là xong các bạn. Đây là dây giật cho các bạn. Đó, gặp nhau ở chỗ này. Đó, đấy, đây là đây ra đây. Có lều ngụy trang nhé, em mang lều. Đây là đây là buộc con mồi để dập cho mồi nó bay. Buộc hai chân các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đến thẳng cái lều ngụy trang của mình ngồi luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn nào muốn sử dụng lưới giặt thì cố gắng xem hết video này. Còn các bạn chưa hiểu đoạn nào thì hãy cứ để lại lời bình luận, tôi trả lời đầy đủ. Dọn sạch. Đây là con mồi các bạn nhé. Đã xích chân các bạn. Khi ta cầm cái dây kia ta giật giật thì nó sẽ bay lên. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thấy nha. Các bạn nào nhớ xem thì đăng ký kênh để có nhiều video hay hơn nha. Đấy. Đây là bạn nào thấy hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nha. Video đến đây là kết thúc. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, nó bay đấy.